Rồi lên nè. Ông ấy giờ tám cầm một con giác cho, được không? Nổi không? Ô, bây giờ nè cô bác quý anh chị, xe bến đò mà nó đụng ồn ứ vậy đó. Hàng của mình bây giờ hồi sớm tập kết ngày thường ở chỗ cũ, bây giờ phải chuyển qua bên đây nè. Đúng là nghèo mắc cái eo thì bây gặp khó này rồi bánh xe nữa. Quá trời công dành luôn. Mới thay hôm qua hai bánh bên kia. Giờ này đu đủ cổ qua đồ ồn ứ luôn, gạo luôn nè. Cái này quá tệ rồi, quá này quá xui rồi. Dạ hả? Ừ, đi là không xuông rồi đó. Giờ mình phải chuyển qua là hai ba đoạn rồi đó. Hôm nay trễ nữa đó. Qua vận chuyển qua hai cấp chứ sao giờ. Xuống đò lên xe tải. Một bữa thì xe tải chạy qua tới chỗ. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt ở tại một cái cánh đồng. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với các anh em trong nhóm sẽ đi cắt rau muống và cũng như thu gom rau củ để vận chuyển lên quận Thủ Đức để cho chị Yến phát cho một cái khu nhà trọ bị phong tỏa cô bác quý anh chị. Và hôm nay Bùi Hồ được thực hiện clip này bởi sự đồng hành hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cũng như là chị đồng hành của một chị giấu tên ở Canada cũng như là chị Xuyên ở Nhật Bản. Và cái công việc đầu tiên ngày hôm nay mà nhóm anh em tụi mình sau khi ăn sáng làm đó là sẽ thu gom rau muống á, và sau đó là sẽ thu gom rau củ mua từ các nhà nông và cuối cùng là gạo để vận chuyển lên Sài Gòn trong ngày hôm nay cô bác quý anh chị. Và đây là anh em trong nhóm, giới thiệu luôn đây là thành viên nhỏ nhất trong nhóm, Ba Đen. Thông tin với cô bác quý anh chị là cái công này là của Dương Hai Dũng hôm trước mà mình vô cắt mồng tơi á, và hôm nay thì tiếp tục cắt rau muống. Và hôm qua thì mình có mua 200.000 rau muống của bà Bảy gần 82 tuổi gì á, như tuổi chú bà Tư rau muống. Và hôm nay đây là Đạt nè, chào cái Đạt. Chào cô bác, chào chú. Rồi chào cô bác bà con ở Việt Nam nha, tâm về ngoài nước dừng tám. Nói gì không, hello tất cả anh em đang thu gom rau muống này. Chào luôn, chào quý vị. Ừ. Cô bác, rau muống này là rau muống tàu hả chú? Rau muống này là rất ngon ha. Rau muống này hôm qua mua đếm 5.000 kg nè. À, rau muống hôm qua mua anh kia là 5.000 kg. Hôm nay nhà Đạt cho luôn. Và hôm nay thì mình lên hai loại rau muống. Một là rau muống tàu, hai là rau muống đồng. Rau muống đồng thì có thể bóp gỏi ngon nè. Còn rau muống tàu này thì mình nấu canh chua hoặc là ăn sống. Ờ, thấy vậy mà lên nhiều dữ Đạt. Mày lấy mấy cái đó mà để vô trong cái gì hả? Cái bao này nè. Sao tao thấy ít xíu hả? À? Ấy mình nhìn sơ sơ là mình tưởng được cỏ không ha? Sơ sơ ít chứ thật ra nhiều lắm. Thông tin với cô bác quý anh chị là đây là nhà nông chính cống nè. Mùa này làm sao rồi? Mùa này làm nếp á. Lỗ nếp. Hay là mùa này thu hoạch nè? Chưa có thu hoạch mà đều của ta làm trước thì mới có 12 bao rồi, sao giờ mà 4.200 một ký rồi. Là khoảng nhiêu tiền? Công này có 2.700.000, 2.800.000 gì à? 2.700.000, 2.800.000 mà trong đó phân là 5-600.000 bao á, phân lạnh đúng không? Phân lạnh 5-600.000 bao, còn phân 16-8 nó cũng 600 mấy rồi, phân 20-15 tới 800 mấy đó. Đất mướn nữa là lời hay là quầy vốn hay lỗ? Đất mướn nữa đi Bình Dương ở luôn nữa rồi, mà giờ Bình Dương hết chứa luôn rồi. Nói chung là bán một công đất á, bằng 3 tháng trời á, cô bác quý anh chị chia sẻ luôn là bằng 3 tháng trời. Đất mướn 1 năm là 3 triệu đồng. Một là làm được 3 mùa. Và như thế thì mỗi một mùa như thế mình mướn 1 triệu đồng. Phân lạnh một công hơn một bao phân lạnh là 600-700.000 đồng. Thì như thế là hết 1.600.000-1.700.000, chưa kể tiền phân thuốc, tiền cắt, tiền nước, tiền trục rạc, tiền giống. Thì người dân làm nếu như đất mướn là từ lỗ đến quê chứ không bao giờ có lời. Là chưa kể thời gian mình mướn người sạch nè, rồi mình phải đi đồng. Ờ, mình phải sạch hàng ngày, công lao động mình bỏ ra vô đất luôn. Đó. Nói chung là người nông dân thì tất cả người nông dân đều khổ. Làm gãy cũng khổ mà làm ruộng cũng khổ luôn ha. Làm gãy thì như Đạt nè, đáng lý là trước là Dương Hai Dũng là sẽ cho sẽ bán cái rau muống này ha Đạt ha. Cắt bán cho thương lái hoặc là những người chợ. Và hôm nay phải cắt cho luôn. Đó. Và đây là cái công gãy lên cũng tốn mấy chục triệu á. Đây, rau muống nhìn ngon ghê ha. Chú có làm câu nào không? Thằng ơi, bây giờ làm xài dịch bệnh của này chưa dám đổ gốc kích thích ra trái luôn.
giờ phải chịu trận luôn chứ sao giờ. Ừ. Con Đạt làm hồ là khỏe à, ai mướn thì có tiền, không mướn thì thôi. Hay Đạt giờ mướn thì đói. Ừ. Rồi bây giờ lúc trước đi làm nếu mà có tích lũy á thì nó dư ra, còn không có tích lũy á thì hiện nay là đói luôn. Thôi mình có cắt cái gì, có thu gom gì thêm không Đạt, hay có muốn không? Muốn không thì ta mai nó mới cắt mà. Không, mình tới mai cắt. Có muốn nhiêu đi Đạt ơi, để hậu ơi, cái này để ngày mơ là cho mình trộn gói đi. Ừ, ít quá. Nó căng có lặn có 40 kg. Cái muốn này là con thích ăn sống là thích cái muốn này hơn, còn bóp gỏi thì con thích cái muốn đồng. Và nó canh chua thì cái muốn đồng ngon hơn cái muốn này. Cái chòm nhiều dưới đây mà chừa lại đi, tại chìm nhiều dưới. Đúng đây rồi. Có nhiều nè. Bây giờ mình cắt tới bằng cây cà đó được rồi. Ừ. Ha. Cắt này về cha vợ cự không? Vậy ổng chưa cắt mà. Dạ hả? Cự rồi, cũng cắt rồi. Cắt rồi, cũng cắt rồi. Chúc chúc ảnh vô nè. Ổng mới nãy ổng chạy về. Mới chạy về mới gặp. Rồi, ba đen đằng kia kìa. Gom luôn rồi trời. Học lớp mấy rồi đang? Tên là Thùy Trang. Cái này mình sạn là nhưng mà thường gọi là ba đen, tại vì ngày xưa mà từ nhỏ là sinh ra là đen bấm sinh ha. Sạn là mình bó giống như. Nghe đang. Tháo cô Trang ra cho tao thấy cờ đen không? Mình mua ngày hoài đó. Cái này rửa lại không? Phải. Vậy là phải rửa đây, rửa nó lá không gì nữa nấy lắm. Dạ. Rửa lại mình lật lá rồi. Lật lá lại. Tiếp tục lại đây để mà ở khu nhà ăn của xã Tân Bình á, có ủng hộ thêm. Ở đây là dưa muối. Ở đây là các cô ở đây phân cho mình là 100 phần cải muối với lại dưa muối nè cô bác quý anh chị. Cái này thì có thể bảo quản ăn lâu hơn. Và ở miền Tây thì đặc biệt là rất là thích ăn món này luôn. Vô làm hai bọc. Và đây là rau muống đồng. Rau muống đồng thì các cô hôm qua cũng đã phân cho mình và được lấy từ bà Bảy. Giá tiền là 200.000 đồng. Thì mỗi một hộ như thế là được một bó rau muống đồng này. Và rau muống đồng như thế này thì 100 phần hả chú? 100 phần đây. À, những cọng rau muống đồng rất là ngon luôn. Rau muống này thì mình có thể làm gỏi nè, hoặc là nấu canh chua, hoặc là có thể luộc ăn cũng được nữa. Nên ta cho mình thêm 3 bao chanh. 3 bao luôn hả? 4 bao nhưng mà chia ở củ chiên 1 bao à. Ồ, 3 bao chanh luôn. Nên mình chia đây 1 bao nữa thôi. Vậy mình chia mình để chừa mình cho từ từ nhiều nhóm á. Mình ở dưới còn cho đủ bữa nay rồi, còn 3 bao này để cho mấy bữa khác. Dạ, để dạ. Dưới mình đổ ra. Nói chung là cảm ơn mấy cô ở trong này nè. Trong này rất là nhiều luôn á. Giờ rau muống là sao? Ừ? Nó nặng cái đầu. Mình cắt đồ không biết cắt. Nãy nhẹ mà hồi xuống dưới mình nấy luôn mà. Năm trăm ký có sao đâu. Hôm nay thì ghé chỗ chú Tứng hàng ngày mà mình lấy đồ đó, mình sẽ nhận của chú là thu mua chú là 500 dưa leo và 100 khô qua. Là 500 kg á. Chắc dưa leo trước hay chú hả? Cô bác quý anh chị, ở đây thì Bùi Hồ sẽ nhận của chú Tứng là 100 khổ qua, 400 dưa leo là 5.500 đồng ký, 2.2 triệu, 100 khổ qua là 6.000 đồng ký, là 600.000 đồng, tổng cộng là 2.8 triệu. Thì ở đây chú cho 20 khổ qua giạt với lại 50 ký dưa leo giạt. Thì bây giờ mình sẽ gửi tiền cho chú luôn. Chú cầm coi. 2.8 triệu hả chú? 2.8 triệu. Bữa nay mới rút được. Đưa chú 3 triệu ha. 1.5 triệu. 3 triệu. Cảm ơn chú cho khổ qua vô leo cho bà con luôn. Có là cho à. Rồi, cảm ơn chú. Cô bác quý chị. Hôm nay được sự hỗ trợ trợ của chị ở Canada. Là chị Yến ở Sài Gòn với lại chị Xuyên ở Nhật. Và bây giờ mình sẽ về. Hả? Cái sắt hàng đó làm sao này? Đứt cái sắt hàng luôn hả? Cái nhỏ. Mình mà không ngồi ở đây thì chiếc xe mà sao nó bị bật ra. Nên bắt buộc phải ngồi dưới này nè. Đó. Cô bác quý chị đó, chiếc xe của mình ngồi sau lưng đây là với anh đếm chở chiếc xe nè, thấy không? Xe này khủng khiếp luôn á. Anh này cũng chuyên nghiệp, chuyên làm từ thiện luôn anh đếm ha. Có chuyên làm từ thiện không? Chuyên làm. Mai mốt là kêu chở tiếp nha. Ờ, có gì là chỗ hỗ trợ tiếp. Có nghĩa là em chở tiếp anh để anh chạy gì để quá tải. Quá.
ở Thủ Đức cải thìa, và anh đếm anh cho hai bịch gần đó. Đây là cải thìa 100kg cải thìa cô bác anh chị đó. Với lại đậu đũa nè đó, đậu đũa với lại có bí đao cho chuyển bí đao cho anh. Bí đao là kìa, bí đao với củ cải trắng, nhiêu ký bí đao? Làm một bí đao tốt. Dạ. Với lại dưa hấu. Cái củ quậy một. Dạ. Dạ. Dưa hấu 10. Đem vô đây xuất đây dưỡng. Đu đủ này bao nhiêu ký? Có đu đủ nè, bí đao nè, củ cải trắng nè. Và số lượng thì mình sẽ công bố sau. Ở đây là bí đao, đây là dưa hấu nụ. Đợt này hàng nhiều quá hay đã. Đây là rau muống, rau muống mà hồi sáng mình mới đi hái nhà Đạt nè. Đây dưa leo, đây đậu đũa. Đó, đậu đũa này ngon lắm vợ ha. Mai mốt mình dặn đậu đũa gì đó. Là tình hình mình tập kết rau củ ở bên Cù Lao của mình hôm nay thì lại siết chặt ăn hơn nên xe tải không bao giờ qua được. Và hiện nay thì rau cải vẫn đang ủng ứ ở đây nè, rất là nhiều luôn. Mấy anh em ở đây mỗi người ngồi một hướng, bây giờ không biết làm sao luôn á. Xe tải thì không qua được, mình bây giờ chỉ còn cách là mình vận chuyển từng chuyến xe qua bên kia. Mà số lượng hàng thì nó khoảng 1,5 tấn, 2 tấn. Mà đò thì chỉ có 2 chiếc thôi. 1 chiếc à? 1 chiếc rồi, là chạy qua rồi chạy lại. Mà giờ, bây giờ là 3 giờ chiều. Nếu như mà mình vận chuyển mà như thế này ha, thì ít nhất là khoảng 5 giờ chiều mới xong. Mà 6 giờ là sẽ không cho ra đường. Đó. Cô bác của anh chị nè, hôm nay mình chuyển ngăn lần này là khó khăn vô cùng luôn á. Nói chung thì bây giờ cách sao vậy? Vâng? Xe đẩy mà kéo đi chứ sao vậy? Bây giờ chỉ có cái là lên xe lại. Rồi đem qua bên đó xe đúc đít vô mình lên luôn. Có bây giờ vậy. Ha. Mình chạy xe lên bà đó. Bây giờ vậy làm một chiếc xe này với chiếc xe này đi luôn đây. Đem xe lại đây chở. Bây giờ mình chắc này lên. Đạt bây giờ mình chắc này lên rau củ thôi. Xe này mình chỉ chở rau củ thôi. Xe hướng 8 chở gạo. Bình thường nhất khó 1 thì bữa nay khó 10 à. Chuyển lên chuyển xuống 2-3 lần luôn, không biết sao luôn. Mai không biết tập kết sao luôn á. Mai tình hình này mai không biết sao. Xuống tới đò luôn á. Mai tập kết đâu Đạt? Mai nếu chở là chở xuống tới đò luôn. Như là mai phải tăng cường thêm 2 chiếc xe nữa mới được. Đúng rồi, mai phải khó hơn nữa. Ôi nổi không? Quá trời. Cái này cho nó cao lên đi Đạt ơi. Đừng gần mà. Đó mới chuyển lên dưa leo. Ở đây còn dưa hấu non nè. Đó, rồi khổ qua nè. Rồi cải thìa nè, củ cải trắng nè. Đó, đây đậu đũa nè, gạo nè. Rau muống nè cô bác quý chị. Kêu anh Vũ à. Trời ơi, bây giờ nè cô bác quý anh chị. Xe bến đò mà nó đồng ồn ứ vậy đó. Hàng của mình bây giờ hồi sớm tập kết ngày thường ở chỗ cũ, bây giờ phải chuyển qua bên đây nè. Khổ quá. Đúng là nghèo mắc cái eo thì bây gặp khó này rồi bánh xe nữa. Quá trời công dành luôn. Mới thay qua là hai bánh bên kia. Giờ nè, đu đủ khổ qua đồ ồn ứ luôn, gạo nữa nè. Lủng bánh xe nó rồi. Hả? Cảm thấy ấy không? Khó chịu không? Bữa nay quá tệ rồi, bữa nay quá xui rồi. Vậy hả? Ừ. Đi là không xuông rồi đó. Giờ mình phải chuyển qua là 2-3 đoạn rồi đó. Bữa nay trễ nữa đó. Ê Đạt. Có nhà không được. Anh chạy chiếc cáp xuống trời. Chỗ bên đò anh chuyển một chuyến xe qua bên sông cái con Vũ. Tại giờ xe tải nó qua đây không được rồi. Tấm thấy nản không bánh không cho qua và mình phát triển qua bánh đò. Thấy nản không? Làm này thì chịu khó thôi vậy chứ làm sao giờ phục vụ cho bà con ở Sài Gòn mình cũng vậy thì cũng ấy đi chứ nản gì á. Nói chung nản thì không nản nhưng mà thấy nó khó khăn, thấy nó cảm thấy nó sao sao á. Không. Khó giàu khó thì mình đi khó chứ sao giờ. Khó thì đi theo khó cũng phải giúp đỡ thôi. Ấy, mày đi xuống mày thấy ngang ổng xe xuống không được, xe đó xuống chưa được. Rồi sao? Bữa nay cảm thấy sao? Ủa anh xe anh Vũ xuống đây luôn chứ. Bữa nay cảm thấy sao? Cái này là bắt đầu mới biết mệt nè. Đó gặp à, không chuyện nó không xuôi xẻo nữa cái nó bớt nứt. Đi, người ta đâu bỏ đây đây.
Ở giờ ở đây chờ xe không? Không, ở đây đợi coi cái này luôn, hàng luôn, coi hàng của mình luôn anh ơi. Khoan mà lên trển người chút chắc hàng lên xe kia chứ. Đúng rồi, phải có người lên trển. Ông Dưỡng rồi. Ở ngày đi ở đó chứ không, cái không có điện cho anh. Đi có xe này nè, hai anh em đi. À, hôm nay cái thằng tài xế nó qua đây không được. Dạ, nó không cho qua ha. Không cho qua, rồi bây giờ mình phải tải hàng này qua anh đó. Tải 2-3 chuyến luôn. Chiếc xe này lủng luôn anh Vũ. Dạ, cái vỏ này nó chịu không lủng. Trời ơi, hàng đi thấy mất hương luôn trời. Chú xuống dưới chắc gạo lên xe anh Vũ là bao luôn rồi, qua bản giá. Đã dịch khổ rồi, ốm rồi chú, thấy sao? Dạ, hết thấy luôn hả? Nó tham luôn. Nó nào luôn. Nó tần thiện mà nó dưới cũng khó khăn. Dạ dạ, nước đá nè. Dạ dạ. Cái này là của mình nãy chất lên luôn hả? Nè. Anh này hỗ trợ. Mới điện tăng cường anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Đậu đũa nhìn ngon kìa. Đậu mua. Không, đậu đũa này ngon nè. Cải này cũng ngon luôn nè. Ha. Hay vậy? Nhưng mà có cái là bữa nay thương á, nó phải qua nhiều trận bầm dập. Nhất là anh chạy rớt mấy lần. Không có rớt, bọc rớt rồi. Dạ. Chào chú. Chào anh. Dạ, đợi đò qua vận chuyển qua hai cấp chứ sao giờ. Xuống đò lên xe tải. Một bữa thì xe tải chạy qua tới chỗ. Đuối rồi. Thì nó hơi mệt một chút. Đó, mình hàng của mình tới này nè, mình coi như mình tưởng đó là mình thương lái, mình đi vận chuyển mình có lãi luôn á. Quá khó khăn. Cố gắng thêm với đồng đội team mình được không? Giờ mới nhận thêm được 2 thành viên nữa đó. Không có cho gắn bó được nữa. Lâu mau, lâu dài được không? Anh em phải lụi cùi dắt gạo xuống kìa. Sao chú được không? Tiếp không? Rồi lên nè. Không ấy giờ tám cầm một con dắt cho, được không? Nổi không? Nè em đỡ cho anh luôn nè. Ở này đâu phải sao? Của mình luôn sao anh chắc ở đâu gờ gạt chứ hả? Đâu đảo đây rồi nè, nè 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 rồi lên khổ thiệt bỏ ra anh này hai thằng ăn chám luôn. Hôm nay á mình có hàng nhưng mà bây giờ tại vì em là quay clip á. Nên có hàng xong anh phải tập hợp có đơn liền cho em để em công bố lên với Mạnh Thường Quân. Để cái gì nó cũng dễ. Thành ví dụ như vậy nó khó cho em. Tại em thích rõ ràng nhá. Mà em biết anh làm từ thiện nữa. Ông này em làm từ thiện nữa. Trời ơi, bác không về cho. Làm được tốt. Không về cho. Dạ, vậy giờ với cho một bịch hẹ. Để nói nhớ thấy lên cho mình. Dù lấy. Hẹ cho Quảnh là đi với thử. Mai cho nha. Cho đó dân, cho dân ta ăn. Cho dân mình ở đây ta ăn thử nghiệm trước đó. Hôm nay là có đầy đủ bí đao khổ qua. Ủa, bí đao của cây của anh, bí đao của cây trắng, hành, đậu đũa, cải thìa, đu đủ, dưa leo này anh có 150 hả? Hành 10 kg cho 10 kg, hành 10 kg cho 20 kg gừng cho. Mới có lấy gừng không còn mới cho lấy. Bây giờ là cần thiết. Trời, hôm vậy tôi mua cho bà kia hả, ghi bà nói ngang tiền. Bao chiếc quay đầu luôn hả? Ôi ôi trời. Đây nè, 500kg gạo trước. Dắt gạo không Huy? Qua dắt gạo. Dắt lên đây. Bỏ xuống đây đi, chìm đây, chìm bánh nè. Dắt nha, đưa ra đây. Rồi. Rồi, chắc xuống đây đi. Dạy hết tay lại. Đừng ghép chiếc này nè, ghép đầu chim cái đi. Quá trời rồi, tội nghiệp anh em. Rồi, chuyển gạo lên chút. Chuyển gạo lên.
luôn. Nè nè. Rồi, cứ cày vô lấy cái đá đi. Rồi. Quá đau đớn rồi. Nè nó nghe phản động. Cái đường cũ ấy là như thế này. Để chính giữa nha, nó nằm giữa. Đây em đây đã. Sao vậy? Đây đủ 500 thôi. Quay này xuống này quay đấy để chắc. Chắc đi đặt ơi. Đâu chứ quay đi văn. Dạ. Ơi, lên trả người nữa đi chứ. Hôm nay là cái chuyến hàng này đau thương nhất luôn á. Không chờ nó đâu. Cảm ơn anh luôn anh ơi. Dạ. Thì mong nhanh chóng đi. Hả? Lên người đó đi. Lên người đó đi chà. Lên đi Dưỡng, Dưỡng tắm lên đi. Leo lên, dây nè. Dạ, đứng chóng nè. Chóng lên đi. Chóng lên tính đi đòn không. Chóng á, đứng chóng chuyện gì nè mới mau. Dạ, đứng chóng chuyện đó, đứng chóng đi. Ừ. Cách vô đâu đó. Tôi sao 700 kg vừa leo rồi đó. Thì nè, trước đây tiếp anh em kia nha. Không, để nãy giờ. Thôi, để cho. Thôi, để anh trả cho. Phía xe là thân phẩm nhất nè. Mai xe qua được hay gì quên. Mai xe qua được anh. Vậy mai anh tập kết ở bên kia nha. Mai em đưa đổi chút khác đi. Mai em qua được, cảm ơn luôn. Quá trời đuối rồi Huy ơi. Không, không có anh Vũ nữa rồi, đuối rồi. Có khăn lắm anh ơi. Dạ ha. Nè, cái thề đây để được anh. Nè, đồ đũa nè. Đồ đũa để lên trên luôn Đạt ơi. Này làm chạy thẳng lên trả luôn đó không ơi. Đi đường quốc lộ 1 hay N đường N2? Quốc lộ 1 đây. Chuyển lên cho chị Yến ở Sài Gòn, chị Yến thì ở trong cái khu nhà. Cái khu nhà trọ thì có mì đồ nữa, nước tương vô ăn đồ nữa. Nhập vô. Này là dưa muối. Dưa muối chanh và con mực lắm. Chanh nè. Chanh luôn. Chanh. Rồi bao bao nhiêu tiền nè, tiền đây đây đãi lên đó là này là hết khoảng tấn tấn 6. Tấn em lấy triệu 6 thôi. À. Em lấy triệu 6 thôi. Triệu 6. Rồi lên đó chị Yến gửi tiền cho em. Cô bác của anh chị hôm nay được sự ủng hộ của một chị giấu tên ở Canada và chị Xuyên ở Nhật Bản với lại chị Yến hỗ trợ cho một hộ đi chuyến xe ngày hôm nay 500 kg gạo cho 100 hộ dân và tất cả này luôn. Sau đây là tổng chi phí hỗ trợ khu nhà trọ ở Thủ Đức, phường Linh Trung. Một là 500kg gạo, 10.300 đồng một ký, gạo giảm 1.000 đồng một ký, là 5.150.000 đồng. Hai là 400kg dưa, 5.500 đồng một ký, là 2.200.000 đồng. Ba là 100kg khổ qua, 6.000 đồng một ký, là 600.000 đồng. Hóa đơn thứ hai. Bốn là 70kg cải củ, 5.000 đồng một ký, là 350.000 đồng. 100kg dưa nụ, 4.500 đồng một ký, là 600.000 đồng. 70kg bí đao loại tốt 10.000 đồng một ký là 500.000 đồng. 100kg dưa leo 6.000 đồng một ký là 600.000 đồng. 40kg dưa dụng 2.500 đồng một ký là 100.000 đồng. 10kg hành 15.000 đồng một ký là 150.000 đồng. 100kg cải thìa 3.000 đồng một ký là 300.000 đồng. 50kg đu đủ 3.000 đồng một ký là 150.000 đồng. 50kg đầu đũa 6.000 đồng một ký là 300.000 đồng. Tiền xe chuyên chở là 1.600.000 đồng. Tổng chi phí lên phường Linh Trung Thủ Đức cho các người dân ở trọ là 12.600.000 đồng. Và sau đây Bùi Hồ sẽ thông qua danh sách mạnh thường quân hỗ trợ. Một là trích quỹ hỗ trợ của chị giấu tên ở Canada 6.000.000 đồng. Hai, trích quỹ hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản 5.000.000 đồng. Ba là chị Xuyên ở Sài Gòn ủng hộ tiền xe là 1.600.000 đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, nhà nông đã ủng hộ gạo cũ và phát quà ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. Xin chúc quý mạnh thường quân sức khỏe và an lạc. Và sau đây là những bộ clip ngắn của chị Xuyên ở Thủ Đức Sài Gòn quay lại trong quá trình gạo cũ và chuyển đến những cái hoàn cảnh khó khăn những người đang ở Sài Gòn phải ở trong những khu nhà trọ để cách ly. Cô bác cũng chị cùng đón xem. Và một lần nữa thì Bùi Hồ thay mặt đang gặp khó khăn ở Sài Gòn, xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản, cảm ơn chị giấu tên ở Canada, cảm ơn chị Yên ở Sài Gòn đã kết nối hỗ trợ cho người dân. Và xin mời cô bác anh chị cùng đón xem ha. Nè.
trái gạo chưa? Yeah.